Và ở đây chúng ta sẽ đi đến cái phần giải cái đề thi trên. Thì trong câu 1, người ta bắt câu 1A thì người ta bắt chúng ta tìm hạng của hệ vectơ x1, x2, x3. Và ma trận D thì người ta gọi ở câu B rồi, nhưng mà do là qua chưa có nên chúng ta sẽ gọi một cái ma trận D là cái ma trận mà nhận các vectơ x1, x2, x3 lần lượt làm các vectơ dòng 1, dòng 2, dòng 3. Và khi đó thì ma trận D nó có dạng như ở trên. Ở đây thì chúng ta có thể tính thử một cái định thức con cấp 3 của ma trận D. Thì chúng ta tính thử cái định thức con D 124, 123 là giao bởi các dòng 1, dòng 2, dòng 3 và cột 1, cột 2 và cột 4 của ma trận D. Và khi tính cái định thức con cấp 3 của ma trận D thì chúng ta thu được kết quả lúc này nó là bằng -37. Và chúng ta thấy là cái định thức con này nó khác không, mà tồn tại cái định thức con cấp 3 của ma trận D khác không, nên là hạng của ma trận D lúc này nó phải lớn hơn hoặc bằng 3. Mà chúng ta lại có được cái ma trận D là ma trận cấp 3 nhân 4, cho nên hạng của nó chỉ có thể tối đa được là 3 thôi. Và như vậy thì chúng ta có thể từ đó chúng ta có thể kết luận ra được đấy là hạng của ma trận D thì nó chính nhỏ bằng 3, và hạng của ma trận D thì chính là hạng của hệ vectơ dòng, cho nên là nó chính là bằng hạng của cái hệ vectơ x1, x2, x3. Và chúng ta có thể kết luận được là hạng của hệ vectơ x1, x3, x2, x3 chính là R(x1, x2, x3) và nó chính là bằng 3. Thì ở trong cái phần B, người ta bắt chúng ta chứng minh cái hệ phương trình tuyến tính mà nhận cái ma trận D làm ma trận hệ số mở rộng nó có không quá một nghiệm. Thì chúng ta thể để ý cái ma trận D ở phía trên. Thì chúng ta thấy là cái lúc này chúng ta có được cái cột cuối cùng này, nó chính là cái cột hệ số tự do, và cái ba cái cột đầu nó tạo thành một cái ma trận hệ số của cái hệ viễn trình này. Và đơn giản là trong cái bài này thì chúng ta sẽ đi xét cái ma trận hệ số của viễn trình. Lúc này nó chính là là cái ma trận A được tạo bởi cái ba cột đầu của ma trận D. Và khi này nếu mà chúng ta tính cái định thức của ma trận A ra thì chúng ta thấy là kết quả thu được đấy là nó phụ thuộc vào K. Định thức của ma trận A nó sẽ bằng trừ đi 17K và trừ 31. Thì ở đây chúng ta xét hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất, nếu mà định thức của ma trận A mà bằng 0 thì K lúc này nó sẽ bằng trừ đi 31 phần 17. Và do đó mà định thức ma trận A thì nó có cấp 3 nhân 3, cho nên hạng của định thức của ma trận A nó bằng 0, nên hạng của ma trận A lúc này nó phải nhỏ hơn 3. Mà đây thì theo cái chứng minh ở câu A thì hạng của ma trận D thì nó bằng 3 rồi, nên là hạng của ma trận hệ số A nó sẽ nhỏ hơn là hạng của ma trận hệ số mở rộng là D, cho nên hệ viễn trình lúc này sẽ vô nghiệm. Còn trường hợp 2 thì nếu mà trong trường hợp đấy là định thức của ma trận A khác không, thì chúng ta có được là K lúc này phải khác trừ đi 31 phần 17. Và khi mà K khác trừ 31 phần 17 mà hạng ma trận A lại là ma trận cấp 3 nhân 3 vuông cấp 3, cho nên là hạng của ma trận A lúc này nó chính là bằng 3, và nó cũng chính là bằng hạng của ma trận D. Và trong trường này nó chính bằng số ẩn của hệ viễn trình. Hệ viễn trình này có 3 ẩn x1, x2, x3. Do là hạng của ma trận hệ số bằng hạng của ma trận hệ số mở rộng và bằng số ẩn, cho nên là hệ viễn trình này lúc này sẽ có nghiệm duy nhất. Rõ ràng là hệ viễn trình lúc này với các trường hợp thì hoặc là vô nghiệm hoặc là có nghiệm duy nhất. Cho nên là với mọi giá trị của K thì hệ viễn trình tuyến tính có ma trận hệ số mở rộng là D thì không thể có nhiều hơn một nghiệm.